Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series ITBA Documentation và trong bài số 7 này chúng ta sẽ nói về cái tài liệu hướng dẫn sử dụng hay chúng ta gọi là User Manual. Khi nào chúng ta cần những cái tài liệu hướng dẫn sử dụng này? Đầu tiên các bạn sẽ thấy là một cái tài liệu hướng dẫn sử dụng nó là một cái tài liệu cực kỳ cần thiết nếu như các bạn xây dựng một cái phần mềm mới, một cái hệ thống mới thì đối với những cái tình huống này, tất cả mọi thứ nó đều mới và mọi người sẽ không có bất kỳ một cái tài liệu nào để mà tham chiếu, để mà sử dụng. Cũng như là các bạn nên hiểu đúng là chúng ta vẫn có những cái nội dung liên quan tới trending đào tạo nhưng nó cũng là không đủ và trong xuyên suốt quá trình mà người dùng cuối người ta sử dụng người ta cũng cần có những cái tài liệu để mà theo dõi và tham chiếu cho nên là khi mà các bạn làm một phần mềm mới các bạn làm một hệ thống mới thì việc có hướng dẫn sử dụng là điều bắt buộc tình huống thứ hai mà các bạn có thể gặp phải đó là những cái phần mềm những cái hệ thống mà nó có những cái thao tác phức tạp những cái thao tác dễ bị lỗi dễ bị sai dễ bị hiểu lầm vân vân thì những cái đó các bạn cũng cần phải hướng dẫn sử dụng cuối cùng theo những cái yêu cầu khách hàng có thể bạn là người xây dựng những cái hướng dẫn sử dụng để mà cho các cái người dùng cuối của khách hàng người ta có thể sử dụng một cách hiệu quả như vậy nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng nó bao gồm những cái gì Thật ra mà nói nội dung của tài liệu hướng dẫn sử dụng á, nó sẽ không có nhiều và nó không có phức tạp như là tài liệu BRD, tài liệu SRS đâu và những cái nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng á, nó cũng không có cần phải chúng ta phải có những cái sơ đồ, diagram hay cái gì đó nó ghê gớm cả quan trọng của cái này đó là người dùng người ta đọc vào người ta biết người ta cần phải sử dụng như thế nào người ta thao tác ra sao cho nên các cái nội dung của nó nó sẽ tinh gọn và đơn giản hơn rất nhiều so với các cái thông tin trong BRD SRS về độ dài thì chưa chắc ai hơn ai tại vì khi mà các bạn làm hướng dẫn sử dụng á, có thể các bạn sẽ phải mô tả khá là chi tiết và rõ ràng nó đòi hỏi chúng ta phải viết dài hơn nhiều hơn nhưng mà về độ phức tạp về độ kỹ thuật thì chắc chắn nó sẽ không thể nào bằng BRD hay là SRS thì trong nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng nó có cái gì thứ nhất chúng ta cần vẫn phải có trang bìa nè thứ hai chúng ta cần phải có theo dõi sự thay đổi để mà chúng ta biết là cái hướng dẫn sử dụng này được làm khi nào ra sao hướng dẫn sử dụng mới hay là điều chỉnh bổ sung thứ ba là phần giới thiệu thứ tư là tổng quan chức năng tính năng của sản phẩm thứ năm là hướng dẫn sử dụng chi tiết thứ sáu là những phụ lục hoặc là ghi chú liên quan tới cái sản phẩm và cũng như là những cái tài liệu tham khảo đầu tiên là phần giới thiệu các bạn sẽ có những phần tổng quát chung hoàn cảnh ra đời của sản phẩm mục tiêu đạt được đối tượng sử dụng là ai ai là người sẽ phù hợp sử dụng cái sản phẩm này giải thích từ ngữ và từ viết tắt tổng quan nội dung tài liệu thì những cái này các bạn thấy là dù là brd srs hay bây giờ là hướng dẫn sử dụng những nội dung này đều cần có tuy nhiên các bạn sẽ thấy là những cái nội dung này các bạn phải giải thích rất là kỹ nhất là cái phần giải thích từ ngữ và từ viết tắt tại vì nếu như các bạn không có rõ ràng về mặt từ ngữ chuyên ngành từ ngữ chuyên môn vân vân thì người dùng người ta đọc người ta sẽ không hiểu đối với team kỹ thuật thì các bạn có thể không cần giải thích người ta vẫn có thể hiểu nhưng đây là người dùng chúng ta sẽ không biết được người dùng thuộc về ngành nghề nào trình độ như thế nào người dùng có những cái chân dung như thế nào vân vân chúng ta đòi hỏi phải giải thích từ ngữ và từ viết tắt thật sự rõ ràng tổng quát về sản phẩm đầu tiên chúng ta cần có cái sơ đồ sản phẩm chúng ta cần phải có một cái sơ đồ một cái cây phân hệ chức năng tính năng cây sản phẩm để mà người dùng hình dung được tổng quát toàn bộ cái sản phẩm nó có cái gì tiếp theo là các những cái những yêu cầu phi chức năng những yêu cầu về mặt hệ thống về mặt bảo mật về mặt cài đặt vân vân và vân vân thứ ba là những yêu cầu và những cái điều kiện sử dụng thứ tư yêu cầu về kết nối nếu có sẽ có khá nhiều tình huống chúng ta cần có cái kết nối ví dụ đơn giản là cần phải có kết nối internet chẳng hạn thì các bạn sẽ phải nô tả rõ cho người dùng chứ nếu không người ta sẽ kêu ủa sao cái này không dùng được cái này bị lỗi đơn giản là vì người ta chưa thỏa mãn những cái yêu cầu về kết nối vậy thôi phần tiếp theo hướng dẫn chi tiết thì cái này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ trình bày dựa trên cái sơ đồ giao diện từ homepage trang chủ vào các cái trang con ở trong như thế nào các bạn phải trình bày từ ngoài vào trong nhé để mà cho người dùng dễ hình dung về cái luồng của cái sản phẩm nó như thế nào. Hướng dẫn sử dụng nó không đòi hỏi chúng ta về mặt vẽ vời diagram nhưng nó sẽ đòi hỏi chúng ta sẽ cần rất nhiều hình ảnh, hình ảnh để mà minh họa. Cho nên là việc mà chụp ảnh màn hình nó đòi hỏi chúng ta phải chăm chút rất là chi tiết. Được cái đối với các hướng dẫn sử dụng chúng ta chỉ cần quan tâm tới front end tức là quan tâm tới giao diện thôi, chúng ta không cần quan tâm tới back end làm gì chúng ta không dùng những ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành nếu có phải giải thích định nghĩa rõ ở phần giới thiệu còn tốt nhất ở đây các bạn nên hiểu là người dùng sẽ có những chân dung khác nhau thì tốt nhất là đừng có dùng bất kỳ một cái ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành nào cả chúng ta dùng một cách bình thường thôi và một trong những cái tip ở đây đó là các bạn hãy cố gắng tập trung vào user story để coi người dùng cần gì muốn gì để mà các bạn mô tả những cái lùn những cách sử dụng những cái thao tác làm sao để người ta đạt được cái mục đích đó. kèm theo đó là những cái hình ảnh minh họa liên quan để mà chúng ta đảm bảo người dùng người ta có thể dễ dàng hình dung. trong hình ảnh các bạn cũng lưu ý là khoanh tròn ghi chú để mà người ta biết được là tìm tím những cái thao tác những cái nút những cái text box những cái thông tin vân 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 và vân và nó nằm ở đâu trên cái giao diện. Và cuối cùng là những cái nội dung còn lại, chúng ta sẽ có những cái phụ lục đến kèm nếu có. Những phụ lục ví dụ như là luồng sử dụng, những phụ lục liên quan tới danh sách, các cái thông tin, chức năng, tính năng, tham khảo, vân vân Chúng ta cũng sẽ có những cái ghi chú về những cái nội dung về mặt lưu ý, liên quan tới thao tác, liên quan tới phần mềm, vân vân Và cuối cùng là nếu như phần mềm nó cần những cái tài liệu tham khảo chuyên môn, thì các bạn nên có dẫn chiếu, nên có đường link, nên có những cái nội dung về mặt tài liệu tham chiếu, vân vân sách, báo, tạp chí gì đó để cho người dùng có thể follow theo và người dùng có thể thấu hiểu rõ những cái nội dung bên trong cái phần mềm nó như thế nào thì nội dung này cũng ngắn gọn thôi tại vì sao tại vì hướng dẫn sử dụng thứ nhất nó không phải là một cái nội dung khó cái thứ hai nó liên quan tới việc là chúng ta mô tả từng chút từng chút một thao tác kèm theo hình ảnh để mà người dùng hình dung để mà người ta có thể sử dụng cho đúng mục đích cho nên hướng dẫn sử dụng đúng nó cần thiết nhưng đây là một cái tài liệu khá là thú vị cho nên là các bạn khi mới vào ITBA các bạn có thể tham gia vào việc viết hướng dẫn sử dụng đó là một trong những điểm mà giúp cho các bạn có thể hiểu rõ về sản phẩm hơn cũng như là các bạn hình dung tốt hơn về sản phẩm thì sau này các bạn vào các cái công việc chính của ITBA chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập và chúng ta đỡ bị bỡ ngỡ hơn hai lúa chào các bạn